Rồi các bạn xem ở đây mình sẽ minh họa cái hiệu ứng switch. Ví dụ chúng ta sẽ vẽ một cái hình hộp. Đó. Bây giờ các bạn sẽ chọn modify vào cái mục này nè, các bạn gõ chữ T thì chúng ta sẽ tìm thấy cái hiệu ứng switch. Các bạn tăng cái angle góc xoay các bạn tăng lên. Đó. Cái hình các bạn nó xoay nó bị gãy, lý do là cái lưới nó ít quá. Cho nên các bạn chọn xuống cái hình hộp của các bạn á, các bạn tăng cái segment lên. Tăng segment lên các bạn. Tăng segment lên. Và tăng cái trục chiều cao này nè, đó. Kìa chưa? Cái xoáy này, cái lốc xoáy này thầy muốn, cái xoắn ốc này thầy muốn xoắn một phần nhỏ của cái hình thôi. Thì các bạn chọn vào cái switch. Các bạn sẽ chọn vào cái limit effect. Các bạn điều chỉnh cái này ha. Điều chỉnh cái này. Đó, các bạn điều chỉnh cái này. Được chưa? Và các bạn muốn dời cái anh này lên nè, nó xoắn có một phần này thôi. Các bạn muốn dời nó lên trên, các bạn mở cái thuộc tính của cái hiệu ứng switch. Nó có cái phần là gizmo. Gizmo là tâm của cái hiệu ứng các bạn. Các bạn đưa vào trục Z, các bạn kéo lên. Và dĩ nhiên các bạn có thể tăng cái góc này lên. Được chưa? Tăng cái góc cái angle này lên nè chút. Có thể điều chỉnh cái độ xoắn ở đây, cái kích thước của cái hiệu ứng. Được chưa các bạn? Ở đây các bạn có thể làm mấy cái chân bàn kiểu như thế này. Thay vì một cái hình thẳng đứng thì chúng ta có thể làm kiểu để nó đa dạng hơn nha. Kìa chưa các bạn? Và ở đây các bạn có thể giữ shift, các bạn copy ra một cái bộ chân bàn. Rồi, bây giờ các bạn sẽ thử cái hiệu ứng switch giùm thầy nha. Các bạn dễ nhìn. Ở đây để vẽ cái nền, các bạn chọn cái đối tượng 3D, các bạn chọn cái plane đó, các bạn vẽ ra. Được chưa nè? Các bạn xem hiệu ứng tiếp theo đó là hiệu ứng tapper. Ví dụ mình vẽ một cái hình trụ, mình sẽ đưa nó về góc tọa độ, lít phải vào công cụ Select and Move, lít phải vào trục X, lít phải vào trục Y, lít phải vào trục Z để đưa đối tượng về góc tọa độ. Các bạn muốn tạo hiệu ứng, các bạn phải tăng cái segment theo chiều cao. Ví dụ hiện tại nó là 18, mình có thể cho nó lên là 29. 29 theo chiều cao ha. Đó, chiều ngang này cỡ 10 được rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa vào đây cái hiệu ứng tapper. Cái kích thước này ví dụ bằng 2. 2 nhỏ quá, bằng 4 đi. Thường 4 là đẹp ha. Chỗ này các bạn cho thầy hiệu ứng tapper. Đây các bạn, chúng ta cũng tạo cái bẻ cong, nó không phải là tapper ha, mà nó là hiệu ứng bend. Tapper là hiệu ứng để mình phóng to thu nhỏ theo dạng hình hộp đó các bạn, biến dạng đối tượng theo khung hình hộp. Đây các bạn, mình có thể cho nó đầu to đầu nhỏ như thế này, hoặc là mình điều chỉnh bẻ cong luôn, bẻ cong cái hộp luôn các bạn. Và cũng có thể dùng cái limit này để giới hạn. Nó chọn một cái phần mà chúng ta muốn điều chỉnh thôi.
được chưa? Đó là hiệu ứng Tapper. Vậy là hiệu ứng Tapper các bạn sẽ ghi lại, đó là hiệu ứng biến dạng đối tượng theo khung hình hộp. Đây là hiệu ứng Tapper các bạn, bẻ cong đối tượng. Ví dụ mình vẽ một cái hình trụ như thế này, kích thước mình giảm xuống, tăng cái segment theo chiều cao 25 đi ha. Và lúc này các bạn sẽ sử dụng cho thầy cái hiệu ứng, đó là hiệu ứng bend. Hiệu ứng bend, hiệu ứng bẻ đối tượng. Tăng cái góc xoay nè các bạn, ví dụ 90 độ. Và mình sẽ điều chỉnh cái effect climax. Hoặc các bạn mở cái bend ra, các bạn chọn cái gizmo, các bạn kéo lên. Thấy không? Và các bạn giới hạn một phần nè. Đó. Điều chỉnh nè các bạn. Điều chỉnh nè. Được chưa? Đây là mình bẻ cong để mình làm cái chân ghế đó các bạn. Có thể cho cái góc này nó ngược lại là số âm. Được chưa? Ừ. Và bây giờ các bạn muốn chỉnh sửa, các bạn phải click phải vào đây các bạn nghe. Click phải vào đây, chọn Convert to Edit Poly. Được chưa? Đó. Và mình sẽ dời cái tâm về đỉnh ở trên này nè các bạn. Dời cái tâm về phía trên này nè. Thì lúc này các bạn có thể là kéo cái đối tượng này xuống phía bên dưới chẳng hạn. Rồi các bạn canh anh này, canh về góc tọa độ trước thầy cái. Đó, bây giờ mình mới dời nó đi nè ha. Dời theo trục X. Và bây giờ chúng ta sẽ dời cái tâm về góc tọa độ bằng cách chọn cái tab số 3, chọn là Effect Pivot. Click phải vào cái hình Select and Move để mình dời tâm về góc tọa độ. Bỏ Effect Pivot đi các bạn. Bây giờ mình xây để làm cái chân ghế. Các bạn có cái lệnh là gì? Tool Array. Xây cái này là xoay theo trục Z, cho nên chúng ta sẽ chọn vào trục Z là 360 độ chia 4 là được bao nhiêu các bạn? 90. Sinh ra là 4 đối tượng ha. Review lên coi. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn hết cái nhóm này, chúng ta kéo lên trên. Được chưa? Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ, cái ghế này nó hơi cao các bạn nha. Thì mình sẽ scale nó lại ha. Đó. Và lúc này các bạn sẽ vẽ cái mặt của cái ghế. Cái ghế này mình cho cái mặt tròn luôn, giống cái ghế các bạn đang ngồi đó. Đây các bạn chọn cái công cụ Extend 3D. Chọn là Chamfer Cylinder. Đó, đây là cái mặt ghế được bo góc. Và mình sẽ canh vô giữa ha, lít phải vào đây, lít phải, lít phải. Kéo cái mặt ghế lên phía trên. Được chưa nè. Cái này mình có thể điều chỉnh các cái tham số bên bảng Modify. Đấy. Cho nó tròn đi các bạn nha. Và để cho cái chân này nó chắc, các bạn sẽ làm gì? Các bạn vẽ cho thầy cái đối tượng lúc nãy. Được chưa? Và chúng ta tiến hành, chúng ta scale vào. Canh giữa bồi góc tọa độ luôn ha.
Vậy là chắc rồi ha. Bây giờ các bạn vẽ ghế ha.